Tiểu sử hình thành điểm nhóm Tân Hiệp. Điểm nhóm Tinh Lành Tân Hiệp có được như ngày hôm nay là phải trải qua các giai đoạn. Gieo khải tượng. Vào đầu năm 2016, một sư quản nhiệm và ban chấp sự Hội Thánh Tinh Lành Tân Xuân đã có một khải tượng mở điểm nhóm Tinh Lành tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh theo đại mạng lệnh Chúa truyền trong Mác đoạn 16 câu 15: Hãy đi khắp thế gian giảng Tinh Lành cho mọi người. Từ nhiệm kỳ ban chấp sự 2016 đến năm 2017, chấp sự Lê Hoàng Linh bắt đầu nhen nhóm khải tượng trong tâm trí các tín hữu khu vực 4 do anh phụ trách để tìm một chỗ nhóm thuận tiện cho tín hữu cách xa nhà thờ nhưng chưa có địa điểm thích hợp. Qua những kỳ hiệp nguyện, một sư truyền đạo thành phố, một sư quản nhiệm được sự cảm động từ những tâm tình mở mang hội thánh của một sư Trương Văn Ngành, lúc ấy là ủy viên mục vụ Tinh Lành thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, trong các cuộc họp ban chấp sự, một sư quản nhiệm đã tâm tình với ban chấp sự để chia sẻ khải tượng, nung nấu tinh thần mở mang hội thánh. Việc tiến hành mở điểm nhóm tại xã Tân Hiệp tiếp tục được sư quản nhiệm và ban chấp sự cô mang cầu nguyện cho đến đầu năm 2017. Tại thời điểm này, Chúa có cảm động. Chấp sự Hồ Quốc Dũng đang phụ trách khu vực 2 xin mục sư quản nhiệm giới thiệu học chương trình nhân sự phát triển hội thánh của ban đại diện Tinh Lành thành phố Hồ Chí Minh tại Hội Thánh Gia Định. Mục sư quản nhiệm và ban chấp sự hội thánh tìm một nơi tại xã Tân Hiệp thuê hoặc mượn của tín hữu để nhóm lại. Hành trình đi tìm nơi nhóm lại đến cuối năm 2017 nhưng vẫn đầy gian nan vì không tìm được địa điểm thích hợp vì hoàn cảnh con cái Chúa tại xã Tân Hiệp này còn khó khăn. Đa phần, mỗi gia đình chỉ có một căn nhà cấp 4 hoặc nhà trọ với diện tích khá nhỏ để sinh sống. Giai đoạn hình thành. Vào cuối tháng 11 năm 2017, Hội Thánh Tân Xuân bầu cử ban chấp sự nhiệm kỳ 2018 đến năm 2019. Trong nhiệm kỳ này, có 3 chấp sự mới, đó là ông Phạm Sĩ Quang, bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa và ông Đào Tấn Chương. 3 chấp sự còn yếu kém trong nhiệm kỳ mới nên ông mục sư quản nhiệm Dương Quang Nhân đã giúp đỡ qua việc trang bị kinh thánh hàng tuần vào tối thứ hai tại nhà của chấp sự Nguyễn Thị Minh Nghĩa. Chấp sự Hồ Quốc Dũng đang phụ trách khu vực 4 cùng vợ đến học với lớp trang bị kinh thánh này và với tâm tình của anh kêu gọi cùng với 3 chấp sự mới là Minh Nghĩa, Tấn Trương và Sĩ Quang mà số tín hữu yêu mến lời Chúa tìm đến học ngày càng đông hơn. Nhiệm kỳ mới của ban chấp sự 2018-2019 với định hướng mở một điểm nhóm trong nhiệm kỳ. Thời gian này, chấp sự Hồ Quốc Dũng cũng hoàn tất khóa 3 lớp nhân sự phát triển hội thánh của ban đại diện và anh được Chúa cảm động tiếp tục học lớp nâng cao của ban đại diện cho đến hiện nay. Với tâm tình đó, mục sư quản nhiệm và ban chấp sự phân công chấp sự Hồ Quốc Dũng phụ trách những con cái Chúa khu vực 4 và đặc biệt là những con cái Chúa tham gia học kinh thánh đa phần ở gần xã Tân Hiệp. Để việc đi lại thuận tiện, mục sư quản nhiệm và ban chấp sự hội thánh mượn nhà chấp sự Đào Tấn Chương học đã thuận tiện cho con cái Chúa đi lại và sẽ mở điểm nhóm Tân Hiệp trong tương lai. Những khó khăn, thách thức. Tại đây, mỗi ngày con cái Chúa đã tham gia càng nhiều hơn, có lúc lên tới 22 người, nhưng căn phòng chỉ có 8 mét vuông, không thể di chuyển được khi đã vào giờ học. Vì vậy, nên đến tháng 9 năm 2018, lớp học kinh thánh di chuyển lần 3 đến gia đình anh chị Nguyên Linh. Tại đây, chúng tôi có một không gian thoải mái để học, đun đúc, chia sẻ khải tượng trong anh em, tín hữu qua tình thân, thông công, cơ đốc như anh em trong gia đình. Và chúng tôi đón mừng Chúa Giáng sinh
2018 tại nhà anh chị Linh Nguyên là một kỷ niệm khó quên. Nhưng sau đó 5 tháng, tức là tháng 3 năm 2019, anh chị Nguyên Linh có việc gia đình nên phải bán căn nhà để về quê miền Tây sinh sống. Lúc này, chúng tôi không có chỗ nào để học lời Chúa về điểm nhóm tân hiệp trong tương lai của Hội Thánh dường như rất yếu. Nhưng trong khi khó khăn đó, thì gia đình anh chị Vân Anh, tín hữu khu vực 4, giúp cho chúng tôi kịp thời mượn một phòng khách học lời Chúa không bị gián đoạn. Sau một thời gian mượn nhà chị Vân Anh, nhận thấy nhu cầu, xin phép điểm nhóm đã chín mùi, mục sư quản nhiệm đã cậy ơn Chúa lập danh sách mượn nhà của gia đình chấp sự Đào Tấn Trương ở địa điểm hiện tại, để xin tổng liên hội đăng ký, xin thành lập điểm nhóm tên là Tân Hiệp và chúng tôi chờ đợi. Ơn Chúa lạ lùng, thời điểm càng khó khăn thì sự tăng trưởng của điểm nhóm học kinh thánh rất khích lệ tinh thần yêu mến học hỏi lời Chúa lan rộng trong Hội Thánh Tân Xuân, nên một sư quản nhiệm về ban chấp sự đã cử chấp sự Hồ Quốc Dũng đặc trách điểm nhóm Tin Lành Tân Hiệp cùng với ba chấp sự Nguyễn Thiện Minh Nghĩa, Phạm Sĩ Quang và Đào Tấn Trương làm ban điều hành lâm thời. Và Chúa, chính Ngài là đứng luôn làm cho ai đã tin Ngài thì không bao giờ thất vọng về Ngài. Sau thời gian trình đơn đến cấp chính quyền thì nay đã có giấy phép công nhận điểm nhóm Tân Hiệp của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.